Hello, bạn đi mạnh nhá. Ok, đầu tiên là định nghĩa về box thì box là một cái hộp giới hạn những lời ngôn nói, suy nghĩ, hành động của chúng ta. Đầu tiên là về một cái box tên thì đó là những cái việc chúng ta làm, thiếu sự việc lời nói, suy nghĩ, việc làm, tình huống mà chúng ta thiếu sự hiểu biết hoặc ở trong một hiểu biết bị giới hạn, khiến chúng ta trốn tránh và né tránh, không dám đối diện, làm giảm đi sức mạnh và sức sáng tạo của chúng ta trong công việc. Box trắng thì nó là khi mà chúng ta có quyết định làm không làm một việc bằng và chúng ta hoàn toàn hiểu rõ nó, từ đây nó suy nghĩ, hành động và hoàn toàn kiểm soát được nó, và chúng ta có quyền tự do, hoàn toàn tự do quyết định làm việc đó hay không. Phát triển hóa thì đầu tiên đó là nhận diện vấn đề, bước thứ hai là tìm nguyên nhân cốt lõi, bước thứ ba thì sẽ là bước ba sẽ là giải pháp, thì sẽ có chuyển hóa, thay đổi. Về phương pháp đóng cửa tại sao thì đầu tiên khi mà hỏi về chính mình ấy thì nó sẽ có những cái sáu yếu tố là câu trả lời. Đầu tiên mình trung thực về chính mình. Yếu tố thứ hai là nội tại và bên ngoài, thì hướng về cái nội tại bên trong, mình là gốc rễ của mọi vấn đề. Yếu tố thứ ba đấy là có mỏ và neo là điều quan trọng nhất để có thể tiếp tục bám vào để đặt câu hỏi. Yếu tố thứ tư đấy là thứ tự ưu tiên, khi có nhiều phương án trả lời thì sẽ chọn ra một phương án để tiếp tục đặt câu hỏi. Năm chỉ là một con số tượng trưng. Yếu sáu đấy là lý do và giải thích. Mình phải phân biệt rõ câu trả lời đấy, mình nó đang là lý do hay là đang kiểu cố gắng giải thích bào chữa cho bản thân. Phần thứ hai đấy là khi mà chia sẻ, đặt câu hỏi, đăng hỏi qua cho người khác, có những yếu tố cần lưu ý sau. Thì yếu tố đầu tiên là sự trung thực thì nó sẽ khác, nó sẽ không có. Yếu tố thứ hai, bài sẽ bổ sung thêm 3 yếu tố. Đấy là đầu tiên đấy là có thể tóm tắt hộ câu hỏi, hay tóm tắt lại nội dung, có thể hãy làm rõ lại câu trả lời câu hỏi. Yếu tố thứ ba đấy là không trả lời hộ, có thể gợi ý một vài trường hợp, những cái lưu ý. Và có 4 cái chủ tố quan trọng nữa là sự lắng nghe, sức mạnh của những khoảng không tĩnh lặng. Quan tâm động viên khi cần thiết. Yếu tố thứ tư là không đặt câu hỏi một cách tấn công, sức mạnh của sự niềm tin, sự tin tưởng. Những yếu tố cần lưu ý đấy là cái lưu ý này thì sẽ bao gồm cho cả đặt câu hỏi cho chính mình và đặt câu hỏi cho người khác nhé. Yếu tố số 1 là viết câu hỏi và câu trả lời ra giấy. Yếu tố số 2 đấy là khi mà có câu trả lời thì so sánh lại với kết quả. Yếu tố thứ ba là có kết quả khi cảm thấy thỏa mãn.